Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh trang trí nội thất Gia Huy. Tiếp theo hôm nay xin mời tất cả các bạn hãy cùng mình đi trang trí lại cho một khách hàng ở tại Thạch Thất, Hà Nội. Một phòng khách bao gồm phần trần và phần tường. Ngôi nhà thì phần tường cũng đã có chỗ bị ẩm mốc, có chỗ thì bị chóc sơn rồi các bạn ạ. Các bạn cùng nhìn. Trước khi bên mình thi công thì mình sẽ quay cho các bạn xem một lần cái phần tường. Bên mình vẫn dùng keo dóc để xử lý tường ẩm mốc các bạn nhé. Các bạn sẽ quyệt đều keo lên tường, sau đó đợi 5 đến 10 phút và các bạn sẽ dán trực tiếp tổng số 3D lên. Phần trần nhà thì kết hợp chỉ chạy viền màu nâu, tấm giả da, phần bên trong sẽ là màu trắng. Còn phần tường, toàn bộ phần tường sẽ là xốp vân gạch màu trắng. Đây là tấm xốp vân gạch tường loại 5 ly các bạn nhé, 5 ly rưỡi đấy ạ. Hiện tại thì từ giờ đến cuối năm bên mình vẫn áp dụng rất nhiều chương trình khuyến mại dành cho tất cả các khách hàng thi công của bên mình. Các bạn muốn được tư vấn thiết kế và thi công thì hãy liên hệ tới các số điện thoại hoặc là Facebook, Zalo, kênh YouTube. Mình sẽ để lại tất cả các đường link ở phía dưới cho các bạn tham khảo. Đặc biệt là các bạn nào muốn được tư vấn nhanh, muốn được gửi mẫu báo giá khuyến mại, các bạn có thể liên hệ qua Zalo nhé. Bên mình sẽ có người trực và tư vấn trực tiếp nhanh nhất cho tất cả các bạn. Đây là toàn bộ phần tường thì sau khi được dán xong các bạn cùng theo dõi đấy. Còn phần trần đây. Đây là chiếc mâm bằng thạch cao đã được có sẵn ở trần. Còn nếu nhà bạn nào muốn được lắp thêm cái mâm thạch cao giống như vậy thì bên mình đều có thể làm được các bạn nhé. Cái mâm thạch cao sơn màu đồng này sau khi dán tập số 3D nên rất là nổi và đẹp các bạn ạ. Toàn bộ xốp ở phần tường này là xốp dày 5,5 ly. Thì tường nhà các bạn nào mà bị ẩm mốc nhiều quá ấy, và muốn cái độ bền nó cao hơn và đẹp hơn thì các bạn này, hãy dùng cái loại xốp trên 7 ly các bạn nhé. Loại xốp này thì vân 3D nó sẽ không nổi rõ hơn, không nổi lắm. Và các cái hàng mạch, hàng chỉ của nó thì nó sẽ không đều và đẹp bằng các cái loại trên 7 ly các bạn nhé. Đây là cái quá trình thi công bên mình đã hoàn thiện rồi ạ. Các bạn hãy một lần nữa cùng mình đi xem lại cái công trình mình vừa hoàn thiện xong ấy. Phần viền chung quanh được chạy màu là da màu nâu rất là nổi, cộng thêm chiếc mâm đồng được sơn màu đồng này rất là đẹp luôn. Và sau thì chị chủ nhà sẽ sơn toàn bộ cái phào màu trắng này, cái phần phào bị chóc sơn này, sơn lại hết.
Hiện tại thì bên mình có nhận thi công toàn bộ các khách hàng thuộc khu vực miền Bắc, tất cả các khách hàng thuộc ngoại thành Hà Nội. Thì với diện tích trên 100m² thì bên mình sẽ nhận, sẽ có nhân viên tư vấn và về tận nơi để thi công cho các bạn. Thì các bạn muốn tham khảo về giá, báo giá cụ thể của khu vực ngoại thành Hà Nội thì các bạn cứ liên hệ qua Zalo nhé, bên mình sẽ gửi mẫu tư vấn báo giá đầy đủ cho tất cả các bạn. Phòng khách thì với diện tích tường khoảng 50m² và diện tích trần khoảng 20m², thì với quá trình xử lý và trang trí thì mất khoảng chưa đến một buổi, chưa đến một ngày đấy ạ, là có thể hoàn thiện rồi, rất là đẹp luôn ạ. Các bạn cùng xem phần trần này, tất cả các hàng mạch đều rất là thẳng, rất là đẹp. Các bạn cũng có thể mua tấm về tự thi công được nhé, rất là đơn giản thôi ạ. Các video trước ở bên mình thì mình đều có hướng dẫn các bạn rồi đấy, các bạn có thể xem lại các video trước nhé. Thì cái video của mình thì cũng đã rất là dài rồi, mình xin phép được dừng lại tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. À, còn đây là cái phần chị chủ chị mới sơn lại và gửi cho bên mình ạ, các bạn cùng xem nhé.